Xin chào mọi người, tôi là Chloe. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chúng tôi. Tôi đại diện cho APLF Hồng Kông và tôi sẽ giới thiệu hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đến với Sample Room. Cho dù hiện tại các bạn đang làm việc ở nhà hay tại văn phòng, chúng tôi vẫn rất hoan nghênh bạn. Như quý vị có thể thấy, chúng ta đã hình thành một lối sống học tập và làm việc mới mẻ, nên việc duy trì kết nối để học hỏi và trao đổi kiến thức càng trở nên quan trọng. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy thoải mái gõ vào phần hỏi đáp ngay thanh bên dưới. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời các câu hỏi của bạn. Bây giờ thì chính thức. Chào mừng quý vị đến với Sample Room. Đây là nền tảng mạng xã hội kết nối doanh nghiệp B2B duy nhất dành cho ngành thời trang da. Vì vậy, lát nữa quý vị hãy dành thời gian để khám phá và trải nghiệm tất cả các chức năng của nền tảng này nhé. Và sáng kiến thứ hai của chúng tôi là Học viện APLF. Hội thảo trực tuyến này thực ra cũng là một phần của Học viện APLF, nơi cung cấp các chương trình đào tạo và kiến thức thực hành có liên quan mật thiết đến lĩnh vực thời trang để đặc biệt nâng cao nhận thức về tính bền vững. Và trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi đã mời Annie Liberati. Cô ấy là nhà tư vấn thời trang và cũng là chuyên gia dự báo xu hướng mới cho APLF, trở thành diễn giả của buổi hôm nay. Annie là nhà đào tạo, chuyên gia tư vấn thời trang. Cô nghiên cứu sự phát triển của các xu hướng văn hóa xã hội để dự đoán các hành vi tiêu dùng mới và giúp các thương hiệu tạo nên tương lai của họ. Cô ấy chuyên về nguyên phụ liệu tiên tiến và bền vững cho thị trường da giày và các sản phẩm hàng may sẵn. Trên thực tế, Andy cũng là thành viên của Hội đồng Phát triển Bền vững APLF nhằm đưa ra các định hướng chiến lược hướng tới ngành thời trang da bền vững. Và xin chào mừng Andy tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chào, tôi là Annie Liberati. Xin gửi lời chào từ Paris. Tôi là chuyên gia dự báo xu hướng làm việc tại Paris, Pháp. APLF đã mời tôi chia sẻ với các bạn ý tưởng về chủ đề này. Làm thế nào để sự phát triển bền vững có thể ảnh hưởng đến thời trang? Cảm ơn quý vị sẽ tham gia cùng chúng tôi trong khoảng 35 phút. Tất nhiên, chúng ta có thời gian, các bạn có thể gửi một số câu hỏi ở phần hỏi và đáp cuối cùng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Tôi xin mời các bạn hòa chung vào sức mạnh của tập thể để trở thành người tạo nên sự thay đổi. Bởi vì ngày càng có nhiều nhà thiết kế và các nhóm phát triển thương hiệu tuyệt vọng trong việc tìm kiếm các nguyên liệu bền vững. Chủ đề hội thảo ngày hôm nay là để hỗ trợ các bạn, hỗ trợ các công ty trong việc thay đổi mô hình. Vì vậy, tôi sẽ chọn một số nhãn hiệu thời trang và nhà cung cấp phụ kiện bền vững để cho thấy cam kết của họ đối với sự phát triển bền vững là một chiến lược mới. Theo quan điểm của tôi, phát triển bền vững là một câu hỏi cần sự cam kết. Bạn có thể thấy trên blog của nhóm Go Blue được điều hành bởi Lars Dohmer, nhà đồng sáng lập của trang này. Họ thảo luận mỗi tuần về những gì đang diễn ra về tính bền vững. Chúng ta có thể đoán rằng Anthropology cam kết trồng 25.000 cây ở Brazil. Calvin Klein và Foot Locker được nhà đầu tư yêu cầu chứng minh rằng họ đang ứng dụng tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình. Alexander McQueen và Balenciaga không sử dụng lông thú. Asics, Boohoo và Maison Héroïne đều sử dụng da phế liệu để sản xuất sản phẩm túi sách. Thậm chí Nike và H&M cũng tiết lộ chương trình lưu hành mới được tân trang lại. Như vậy, chúng ta có thể đoán được rằng, trên thực tế có khoảng 71% các thương hiệu sẽ ưu ái đối với những đối tác có tác động tích cực đến xã hội. Vì vậy, để thay đổi thời trang theo hướng tích cực là câu hỏi mà chúng ta cần hợp lực để có lời giải. Bởi vì chúng ta cần tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Và đây cũng là điều mà khách hàng yêu cầu. Vậy, những chủ đề quan trọng nhất cho sự đổi mới về tính bền vững là gì? Trong các thập kỷ tới, 6 chủ đề chính sẽ là tính minh bạch, khí thải, nước và hóa chất, phế thải, nguyên vật liệu, quyền của người lao động.
Đây cũng là tiêu chí chính để đánh giá việc thực hành tốt nhất từ các nhà cung cấp của chúng ta, từ các đơn vị trưng bày tại nền tảng APLF Material Plus. Một ví dụ cụ thể đó là chiến lược của The North Face. Họ đã áp dụng trực tiếp 6 tiêu chí chính, đó là ít hơn 50% nước, giảm 50% hóa chất, giảm 25% năng lượng. Đây là 3 điểm quan trọng trong phần trình bày. Và Veja, như bạn biết, là hãng sản xuất giày thể thao sử dụng bông hữu cơ. Một thương hiệu của Pháp được thành lập vào năm 2002, tức là khoảng 20 năm trước. Họ yêu cầu sự minh bạch, bởi vì giờ đây chúng ta nói về vòng tuần hoàn trong việc kinh doanh mang tính tích cực. Đây là câu hỏi để chúng ta cùng suy ngẫm để tạo ra hoạt động thúc đẩy sự đổi mới và thể hiện trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta có thể thống nhất luận điểm vững chắc này rằng chúng ta, bạn và tôi, bạn và các thương hiệu, bạn và những khách hàng của mình, chúng ta đang kinh doanh để cứu hành tinh quê hương của chúng ta. Vì vậy, đó là câu hỏi cho trách nhiệm về sự thịnh vượng, một chủ đề tập thể, một giấc mơ chung, không giải pháp thời trang xanh, sự bền vững, đó không phải là một xu hướng, ngay cả khi tôi là một chuyên gia dự báo xu hướng. Giờ đây, đó là một câu hỏi cần sự cam kết, một điều bình thường mới cho sự thịnh vượng và giải pháp đáng tin cậy. Vì vậy, Patagonia mời chúng ta, tôi và các bạn, cùng nhau thiết lập lại hệ thống ngành thời trang và luôn quan tâm tới trái đất. Điểm đầu tiên cũng là luận điểm chính, đó là khái niệm xa xỉ. Sự sang trọng mới giờ đây đến từ một lối sống mới. Tất nhiên, hoàn cảnh đại dịch đã có ảnh hưởng lớn và thay đổi hoàn toàn lối sống viên mãn. Và chúng ta thậm chí vượt ra ngoài nguyên tắc cơ bản này, sau 5 năm, 10 năm, sự xa xỉ của ngày hôm qua sẽ không phải là điều xa xỉ của ngày mai nữa. Ví dụ, tôi chọn biểu tượng đầu tiên, các thành phần xa xỉ, đó là kim sa. Như một công ty kim sa phát triển bền vững, Pron đã tạo ra các họa tiết dân tộc từ nhựa có nguồn gốc từ dầu. Ví dụ, kim sa đang sử dụng rất nhiều sơn dầu. Chúng ta có thể đoán được trong bộ sưu tập này của công ty kim sa phát triển bền vững, có một bảng màu mà tại triển lãm APLF có rất nhiều xu hướng mới được lan tỏa thông qua dự án của Olivier Lima và Ủy ban Màu sắc Pháp. Và vì vậy, tính bền vững cũng có nghĩa là màu sắc và sự sáng tạo. Bền vững cũng có nghĩa là bạn khám phá ra tiềm năng tuyệt vời của loại nhựa có tính bền vững mới này. Ngay cả trong việc sử dụng nhựa PET tái chế. Một ví dụ khác là chính sách mới của H&M. Như bạn biết, H&M thực sự là một hãng thời trang nhanh. Đây là một điểm đáng lưu ý thu hút người tiêu dùng và họ đã sử dụng chiến lược nào? Họ kêu gọi các nhà hoạt động thương mại cao cấp, các nhà sinh thái học và người mẫu. Bởi vì cam kết của họ là trở thành các nhà hoạt động và thúc đẩy hành động thực tế. Vì vậy, họ đề xuất thời trang tái chế, vẻ đẹp từ những đồ bỏ đi, và thậm chí cả trong dệt may. Ngay cả tại triển lãm APLF, tập trung chính vào giày, đồ da và túi xách. Họ cũng sử dụng dệt may và hàng dệt may có thể kết hợp để tạo ra vẻ đẹp từ những đồ không dùng tới nữa.
Bạn có thể nhìn thấy chiếc váy này và hai loại váy này. Bạn thực sự có thể thỏa sức sáng tạo thông qua tính bền vững. Cũng thật kinh ngạc khi sử dụng thủy tinh tái chế để thay thế kim cương giả. Và tận dụng kẽm kim loại cho bộ sưu tập tái chế bền vững. Metal zinc sustainable recollection. So you can. Bạn có thể gắn hạt tái chế, hạt thủy tinh lên trên giày, trên đồ thêu của bạn. Và bạn cũng có thể vận dụng hết khả năng sáng tạo như một thước đo văn hóa, nhưng theo một cách hoàn toàn mới. Và bạn có một cách kể chuyện tuyệt vời về sự tuần hoàn và vật liệu bền vững. Một điểm nữa rất quan trọng, 6 nguyên liệu tái chế và đồ xa xỉ mới, đó là vật liệu sinh học. Ví dụ như kim sa óng ánh sinh học, ánh sáng lung linh có được là nhờ qua hóa chất hoặc hiệu ứng kim loại. Và bởi vì như tôi đã nói, những hạt cườm và kim sa được làm từ nhựa gốc dầu. Điều tuyệt vời nữa là dự án của Elisa Brunato với việc chuyển đổi gỗ sợi cellulo trở thành vật liệu tạo ra màu sắc với cấu trúc lung linh. Nó thực sự đẹp và bạn có thể thấy sự lung linh này khi tạo ra các bức tranh thêu. Và bộ sưu tập này được trao giải vào năm 2019 vì sự hiệu ứng lung linh tuyệt vời này. Việc ứng dụng trong thời trang thêu cao cấp, một cách khác để giữ sự sang trọng mới này là thành phần mang tính bền vững. Ví dụ tác phẩm của Artamin, nó cũng là một loại vải trong, và phụ kiện hoa đầu tiên này là sự kết hợp giữa sợi hợp chất hóa học và một loại kỹ thuật tráng men cổ xưa. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng trong việc thêu giày và túi của bạn với những loại hoa và hiệu ứng bắt mắt và hoàn toàn theo một cách mới để tạo ra thời trang cao cấp, túi xách và phụ kiện thời thượng. Haute couture bags, haute couture accessories, or even casual and lifestyle. Hay thậm chí thời trang thông thường và thời trang cao cấp mang phong cách sống. Điểm chính đó là tính bền vững phù hợp cho tất cả các phân khúc chính của thị trường, từ sang trọng đến phong cách sống thường nhật, để nhiều người hơn có thể ăn mặc chỉnh trang, đẹp đẽ, thậm chí với ngân sách thấp. Như những gì tôi đã nói trước đó, Alexander McQueen và Balenciaga tiến tới loại bỏ lông thú. Điều này có nghĩa là gì? Bạn có thể tìm trang phục giả lông thú ở đâu? Một ví dụ bạn có thể thấy là Ecopel. Họ hướng tới lông thú thân thiện với môi trường, và bạn sẽ thấy điều đó một lần nữa với bã ngô ít dầu. Đó là thời trang và trông thật đẹp. Nó có thể thay thế lông thật. Như vậy, 37% bã ngô và vải sợi tái chế được dùng để làm lông giả, và bạn có thể thấy tất cả các dải màu với họa tiết lượn sóng. Cảm nhận được ngay cả xúc giác thị giác khi nhìn thấy. Bạn có thể đoán nó qua bức ảnh này. Độ mềm mại so với lông thật. Sự bền vững, tất nhiên, và động vật không phải chịu đựng đau đớn. Bởi vì giảm đi sự đau khổ của động vật là một trong những điểm quan trọng cho ý nghĩa của tính bền vững. Da cá, chúng ta biết rằng, trong giai đoạn nghệ thuật Art Deco, tất cả các loại da cá là những xa xỉ phẩm. Hiện nay, thật tốt là kỹ thuật cũ này đã hồi sinh như một giải pháp hiện đại. Và bạn có thể thấy các chi tiết đẹp như thế nào, tùy vào kiểu thêu và hiệu ứng có thể đạt được.
Màu xám nhuộm thủ công này thật sự rất đẹp. Và đây, bạn có thể thấy rằng họ kết hợp với lưới cá để làm điểm chính nổi bật hơn. Bạn có thể thấy cách họ sử dụng da cá trong những đồ vật này. Đây là một ví dụ. Túi của Christoph Mascher. Lưới cá này được sử dụng như thế nào? Như bạn có thể thấy, và chúng tôi đã thấy ở các hội chợ khi diễn ra ở Pháp, 2 năm trước, lưới cá được sử dụng tương tự cho họa tiết hộp này hay bao bì. Nó thực sự là nguyên vật liệu phi thường, và đây là cho thắt lưng. Và Atlantic Leather, một nhà trưng bày tại triển lãm APLF, họ đã làm cho các hãng như Prada, Ferragamo, Nike và Puma. Bạn cũng có thể tìm thấy tất cả các chất liệu này trên khắp các thị trường nơi chúng được sử dụng. Như tôi đã nói về trang phục may sẵn, trong thời trang cao cấp may sẵn, trong trang phục thể thao, nó cũng rất hữu ích như bạn có thể thấy. Đôi giày thể thao này thật sự nhìn rất đẹp. Và đây thực sự là một điểm tốt để thể hiện tính bền vững trong việc phát triển thiết kế. Điểm mạnh thứ hai đó là cuộc sống bí mật của thực vật thông qua cách phát triển nguồn nguyên liệu để tạo ra các nguyên vật liệu hữu cơ. Như bạn đã biết, tôi chắc chắn rằng dự án Bernanotech bắt nguồn từ sợi chuối được trồng ở Philippines. Và kết quả là loại vải canvas, loại nguyên liệu này hoàn toàn phù hợp với phong cách sống thường nhật. Chúng tôi đã nói về sự sang trọng mới này trong cuộc sống hàng ngày khi sử dụng loại vải canvas được làm bằng sợi tái chế này. Thực sự rất phù hợp với đời sống hàng ngày của chúng ta. Sợi chuối cũng có thể được dùng cho nội thất, cho thiết kế nội thất. Tất cả các loại sợi này đều có thể sử dụng cho thiết kế nội thất. Và bạn cũng có thể thấy trên gian hàng trưng bày tại sample room của triển lãm APLF, Nova Keru đã phát triển và nghiên cứu một loại nguyên liệu thực vật mới tên là Belief. Belief được tạo ra bởi các loại lá cây lớn. Và bạn có thể thấy rất nhiều dải màu sặc sỡ như thế này và thỏa sức sáng tạo trong thiết kế túi. Và đây là cho ba lô. Đây là sự pha trộn giữa tự nhiên và công nghệ. Nó thực sự là một xu hướng ảnh hưởng lớn của các mùa tiếp theo. Bạn có thể nhìn thấy qua đôi giày này làm thế nào để thật thoải mái và kết hợp như rừng nhiệt đới. Đây là một loại biểu tượng thời trang mới, một loại da hữu cơ thuần thực vật được làm từ cây xương rồng, bắt nguồn từ Mexico. Dicepto, công ty đã tạo nên vật liệu là loại xương rồng đến từ vùng sa mạc này. Nó thoáng khí, kháng vi khuẩn, không có vết bẩn, dễ dàng làm sạch, rất nhiều điểm ưu việt để ứng dụng. Bạn có thể sử dụng vì nó một phần phân hủy sinh học và không chứa hóa chất độc hại. Bạn có thể nhìn thấy chất lượng của thành phẩm, của đường canh sợi vải hay độ bền màu. Vì vậy, Pinatech một lần nữa tạo ra một loại sợi ananas khác đã được sử dụng để sản xuất kim loại hoàn thiện như thế nào.
Metalink is a good và có thể ứng dụng rất tốt để sản xuất túi và giày nữa. For bags and for shoes also. Other plants, một thương hiệu khác là Bag Fibers, sử dụng chất liệu vốn rất chắc và linh hoạt, dễ tái tạo và có thể phân hủy. Ví dụ như cây gai dầu. Cây gai dầu, vải lanh là một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong mùa xuân hè tiếp theo. Mùa xuân hè 2022-2023. Vải canvas từ cây gai dầu ứng dụng cho thời trang và cũng ứng dụng cho nẹp viền, cho dây bện và thanh nẹp gỗ, dây tua rua. Đây là cách mà bạn có thể sử dụng nguyên liệu này để mang lại cảm giác tự nhiên và chân thực. Đây cũng là một trong những xu hướng chính cho cuộc cách mạng nguyên liệu của mùa tiếp theo. Tiếp theo là sợi nấm, vật liệu từ nấm thân thiện với môi trường. Như Mycoflex được hoàn toàn làm bằng sợi nấm. Nó không độc hại, có thể phân hủy sinh học, có thể ủ và tái tạo nhanh chóng. Có thể sử dụng cho phần đế giày, nhưng cũng có thể ứng dụng cho phần khuôn. Bởi vì tính thoáng khí, đàn hồi và chống nước. Và có thể sử dụng làm các lớp xốp lót chất lượng cao, đặt bên trong để may ba lô và cho cả bao bì. Bởi vì bao bì cũng là một phần của hướng tiếp cận tái chế mang tính bền vững. Quý vị có thể thảo luận và suy nghĩ thêm lại về cách đóng gói bằng sợi nấm, nhưng cũng như từ giấy vậy. Trên thực tế, tất cả các chiến lược giữa các thương hiệu liên kết và các nhà cung cấp phụ kiện đều nhằm kêu gọi hợp sức để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Và như bạn thấy ở đây, tôi không thể không giới thiệu tới các bạn thấy hình ảnh tuyệt vời này của Patagonia tại Tacaina. Một chính sách mới và họ sử dụng một chuyến tàu xuyên rừng để nói về việc bảo vệ này. Chúng ta có thể trở thành người mở đường, chọn một kỹ thuật thủ công mới với vật liệu gỗ được chứng nhận sinh thái. Đó là một cách để giảm khí thải carbon. Và Niju đề xuất cho bạn điều tuyệt vời này. Đây thực sự là một cách sang trọng mới để sử dụng gỗ như một loại vải canvas mới để làm giày và làm túi. Nhân đây, tôi muốn giới thiệu với bạn một lần nữa, APLF đã trao giải thưởng cho công ty Amazing Hong Kong Metal đến từ Hồng Kông. Họ đã kết hợp một cách thú vị các vật liệu như nhựa tổng hợp với gỗ tự nhiên và kim loại. Bạn có thể thấy đấy, trông thật thời trang. Đây là sự pha trộn khá thú vị, khơi dậy nguồn sáng tạo của bạn. Gỗ chứng nhận sinh thái có thể được sử dụng cho khóa thắt lưng và bạn có thể xem cách khảm nạm giống như thế này. Đây thật là một giá trị gia tăng tuyệt vời trong việc phát triển bộ sưu tập phụ kiện của bạn. Và tất nhiên, đế giày cũng quan trọng. Chất liệu đồng tổng hợp luôn là lựa chọn tốt nhất cho bộ sưu tập mùa này. Như bạn thấy, đây là sản phẩm Itaflex với nhà máy sản xuất Bồ Đào Nha, cũng được giới thiệu trên Sample Room tại triển lãm APLF. Một trong những điều cần nhắc tới là tôn trọng quyền của người lao động. Bằng cách duy trì truyền thống địa phương và khám phá sự xuất sắc của nghề thủ công truyền thống,
của dân tộc thiểu số. Điều này rất quan trọng. Và sợi trang trí macrame được dùng để tạo họa tiết cho những đôi dép sang đan, tạo sự mềm mại. Bạn cũng có thể kết hợp với nhiều màu sắc, và đó là một cách kết hợp với kỹ thuật mới để tôn lên các tác phẩm của họ. Bạn biết rằng có một chương trình về bông hữu cơ. Dana Thomas đã kể tên và chỉ trích các thương hiệu lớn như HGM, VF, PVS vì vấn đề bông ở Tân Cương. Nai và Muji cũng có liên quan. Tôi cho rằng bạn đã nghe về vụ việc này. Những điều tôi muốn bạn quan tâm, ví dụ như cách Veja sẽ nói về họ. Những thương hiệu này, họ tuyên bố, phong cách với chất liệu bảo vệ môi trường cùng nhãn hàng yêu hành tinh Veja. Và vì vậy, một lần nữa ở đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đó là sự tôn trọng với người lao động, là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như họ đã nói. Họ minh bạch với bông hữu cơ được chứng nhận. Họ sử dụng nó. Và như Patagonia, họ được chứng nhận và có thể truy xuất nguồn gốc bông hữu cơ. Cũng rất quan trọng ngay cả khi để thông tin trong nhãn mác và yêu cầu nhà cung cấp của bạn truy xuất nguồn gốc bông hữu cơ của họ. Phúc lợi đối với động vật và nghề thủ công địa phương. Đây là năm quyền tự do cho động vật mà chúng ta đã từng nói về lông thú giả, nhưng lại cùng một câu hỏi cho len và len sợi cashmere. But it's the same question for wool and cashmere. Inkalpaka ensure us. Inkalpaka đảm bảo cho chúng ta điều này vì len rất quan trọng. Is very important. You can use also felt carded wool. Bạn có thể sử dụng len trải thô tại đây. Non-woven wool because it's len không dệt vì nó rẻ hơn, nhanh hơn và sử dụng ít nước hơn. Less water. And you can use also silk garments. Và bạn cũng có thể sử dụng hàng may mặc bằng lụa như một tấm lụa không bạo lực bởi vì họ không giết con tằm bên trong kén. Nên lụa hòa bình là cách nhà sản xuất tôn trọng người lao động và tất cả quá trình họ gọi là, tôi thích thuật ngữ này, lụa hòa bình. Bởi vì họ tôn trọng tất cả các khâu trong dây chuyền sản xuất lụa. Mong muốn về một tính xác thực mới. Tất nhiên chúng tôi ở đây trong hội chợ APLF và chúng tôi nói về chất liệu không phải da, nhưng chúng tôi cũng nói về da thật sinh thái mới cho tư duy tái chế. For circular thinking. You know Tannery Pechdo, which is an APLF. Bạn biết Tannery Pechdo, công ty nhận giải thưởng APLF một vài năm trước đây. Họ có thể cung cấp cho bạn da tái chế và nâng cấp thành da chất lượng cao cho quần áo và găng tay. Và có Olive Leder với một loại thuộc da màu rau củ đã mang lại trải nghiệm xúc giác tốt và mang lại cảm giác da gấp đôi. Và chúng ta cũng nói về da tái sinh được đề xuất bởi Recyc Leather. Da là một phần của sự tuần hoàn mới, tất nhiên có thể cung cấp cho bạn cảm giác của loại chất liệu tự nhiên này kéo dài mãi mãi. Để kết thúc phần này, tái sử dụng và xử lý màu nước nhuộm tùy chỉnh cũng rất quan trọng. Và bạn có thể sử dụng in kỹ thuật số tiết kiệm hơn 40 tỷ lít nước và cung cấp vô số màu sắc cho vải canvas để in canvas chẳng hạn.
canvas to print canvas, for example, like a photogenic sustainable fabric. Giống như thiết kế và vải sợi mang tính bền vững của photogenic có thể làm túi, và đó là một cách rất thú vị. Sử dụng màu nhuộm tự nhiên, sắc tố da tự nhiên như Recycrome có trụ sở tại Ý, sử dụng 100% vật liệu tái chế với một màu sắc hữu cơ. Vì vậy, để tránh biến đổi khí hậu thảm khốc, Zernoffei, bạn thấy các chiến lược họ đã đổi mới, chuyển từ mô hình tuyến tính truyền thống sang mô hình tái chế. Họ sửa chữa và tái chế quần áo để duy trì đóng cửa các bãi chôn lấp. Họ sử dụng phế liệu của dệt may để tạo nên một sản phẩm mới. Đó là một dự án hỗ trợ nghệ thuật và bạn có thể thấy chất lượng thực sự ở đây. Nhựa tái chế sau tiêu dùng có thể phân hủy sinh học. Bạn biết vấn đề của đại dương rồi đấy. Chúng ta hãy sử dụng kỹ thuật may đo bespoke để dệt may cho ba lô, làm từ nhựa tái chế. Nó đàn hồi và an toàn để mang theo tất cả đồ thiết yếu của bạn. Thương hiệu Ground Truth đã phát triển và đào tạo ra chúng ta. Và chúng ta phải chú ý đến vật liệu cao cấp với tính bền vững hợp nhất và sự đổi mới. Tôi sẽ kết thúc với lần ra mắt sản phẩm gần nhất của Adidas. Bạn có thể thấy tất cả các công đoạn được làm từ nhựa được cắt vụn, hạt nhựa được tái chế, trên nhãn cho tất cả các bộ phận của đế bên trong, tất cả các bộ phận tạo nên đôi giày, bạn có thể sử dụng bền vững. Và tôi biết là khó, nhưng nền tảng Material Plus có thể giúp bạn. Như vải sợi công nghiệp xanh lá cây cho túi, cung cấp bởi Hemin Textile, cho những đôi giày bền và chắc như EcoAlf. For a durable and a heavy, for shoes like EcoAlf, and to be in a closed. Và trong một vòng lặp khép kín, tái chế như ý tưởng của Aria Pren. Họ sử dụng phế liệu để tạo nên những đôi giày thể thao của riêng họ. Đây là thế hệ tiếp theo. Vì vậy, để tìm nguyên vật liệu mang tính kỹ thuật, tôi mời các bạn sử dụng đồ bỏ đi như một nguồn tài nguyên, và đó là xu hướng chính. Bởi vì thiết kế là công cụ kết nối giữa mọi người, kinh tế và môi trường, và chúng tôi ở đây để giúp bạn. Tôi giới thiệu với bạn Ban Chỉ đạo Phát triển Bền Vững, đại diện các thành viên của ngành công nghiệp da. Leather industry member have been chosen to think tank with APLF. Tôi đã được chọn để cố vấn cho APLF về tính bền vững, động lực thúc đẩy hành động bền vững mà APLF có thể dựa vào để cam kết. Cảm ơn bạn đã tham dự buổi hội thảo cùng với chúng tôi. Và tôi mời các bạn đến một nguồn cung ứng đáng tin cậy cho sự sang trọng của ngày mai. Và tôi hy vọng sẽ gặp các bạn ở Hồng Kông cho sự ra mắt APLF Material Plus tiếp theo ở Hồng Kông. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi không biết chúng ta có đủ thời gian không, nhưng hãy cho tôi biết. Xin chào và cảm ơn vì bài chia sẻ. Chúng ta có một câu hỏi trong cuộc trò chuyện. Bạn có thể nói điều gì đó về xu hướng ứng dụng da thuộc không sử dụng hóa chất chrome? Xin chào tất cả mọi người. Hãy tận dụng cơ hội và đặt câu hỏi. Bạn có thể chia sẻ về xu hướng ứng dụng thuộc da không dùng chrome không? Đây là câu hỏi đầu tiên.
Okay, so yes, you know, it was Bạn biết đấy, tôi rất đam mê nói về các nguyên vật liệu bền vững. Tôi chỉ chia sẻ một phần nhỏ về da thuộc. Bạn biết và tất nhiên không dùng hóa chất chrome là rất quan trọng. Và những gì chúng tôi nhận được kể từ đó, giả sử 4 năm hoặc 5 năm tôi làm việc cho APLF, là thúc đẩy các hoạt động của các xưởng thuộc da để nghiên cứu và phát triển một số loại da thực vật. Vì vậy, tôi nói về Pepdo ở Pháp hoặc Oliver Leder. Tôi biết rằng một số người tranh luận là nó đắt hơn, nhưng tôi nghĩ mọi người đã sẵn sàng để mua các sản phẩm đắt hơn nhiều. Nếu họ cảm thấy rằng nó được tôn trọng, không lãng phí nước, không hóa chất chrome và cả sự bền vững của sản phẩm. Vì vậy, điều này như tôi đã nói là sự cam kết giữa công nghệ của các xưởng thuộc da có thể đáp ứng và các thương hiệu cần tới nó. Okay. So, tôi không thể xem các câu hỏi. Nếu có, xin hãy chuyển lại cho tôi. Vâng, tôi nghĩ đó là câu hỏi chúng tôi nhận tới hiện tại. Vì vậy, nếu bất kỳ ai có câu hỏi nào khác, có thể gửi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển tới Annie để trả lời sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi hội thảo hôm nay và hẹn gặp lại các bạn sau. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Annie. Hẹn gặp lại. Bye bye for your attention. Bye.